hai con mặc trên hai anh con mặc trên trai quay coi mồi quay một tao bự kìa. Chợ có con bé rồi, chị xài con tôm nhỏ này đỡ đi. Để chị coi đi, con tôm nhỏ mà. Đây là quay em mang mạng luôn anh ơi. Cái này cái đỡ. Hello mọi người. Chào. Hello mọi người. Chào cả nhà. Tôm tép quá trời luôn cả nhà ơi. Cá chạch lố rồi cả nhà. Tôm càng xanh nha. Ai biết ăn ăn mua đi. Cá này có mấy ký con dưới ta? Giống cá chim vậy. Ăn kiểu luôn. Dạ cá chạch lố 18. Dạ. Còn đựng ký không? Dạ có con ký nè. Con bắt lại con bự bự bắt con hả? Bự nhất rồi đó hả? Bự nhất rồi. Đấy, shop bán mấy con cá. Cá đang lên kìa. Con này bự nhất rồi. 900 gram vậy là... Gì gọng được không ta? Dạ. Gọng sống không? Được, sống, sống. Vậy chị cho mấy nước luôn đi. Ok, ok. Tiền nè. Có số em bán cái số nữa chị ơi. Em bán hả? Mua mua lại hết chị bán chính là đây. Lấy kỹ đi, lấy kỹ luôn đi. 22 à. Tôm này ngọt, ngọt nè, bự nè, nó ngon. Này đủ ký rồi nè, mặc thêm cái gì? Nè, tiền này coi. Có... đừng để cho nó trả có nữa. 20 lẻ không? Không không có rồi. Ông rồi. Có 20 lẻ không? Có rồi. 22 hồi 20 cầm luôn đây, cầm nó thiệt với hồ con thịt heo đi. 22 hồi 20 đưa cho ông rõ kìa. Cầm nó không có thịt heo đi. Để gì luôn? Dài nhậu. Theo đi mua gạo tiếp.
Ăn thịt không rồi chứ không ăn rau. Ờ, cảm ơn rau không được nha. Ăn rau nó có chất xơ phải không? Này má không à? Hết thịt rồi còn xương sườn với gan tay này kia cho mình. Thịt không gì? Nắng gì bò hả? Nãy sao mà giỏi cơm cho tôi đi đâu đi ra? Cái nào? Cái kia. Đang một cái nhỏ nữa. Nào. Đó, có từ sai đó anh thấy. Có bản dựng nè. Từ sai đó, từ sai vậy mình khỏi sai. Đây bản dựng không được, vậy anh cũng chọn từ sai như vậy. Lấy từ sai đi. Đúng rồi đó. Có nhiêu lạ. Từng mua đi ăn ngon mới lại mua được hết. Sai nè. Nó là nước ký đi. Rồi cái này ký 350. Nhiêu ký? 210.000 thôi. Thật xịn đó hả? Thật xịn 16. Nói với bản điện giá. Người phải o á. Kia thì 60.000. Cái này là rồi nửa ký đi, nửa ký luôn đi. Mua nấm nhỏ này. Nấm mèo á, về chọn ốc á, với thịt đó đó. Nấm chọn vô ốc đó đó. Ốc mua nhà mà. Có nấm nhà có không? Dặn mua thịt không hả? Có những lãng đó đâu cần mua nhiều. Nấm mèo á, nấm khô á, nhưng mà nấm này đâu. Đâu phải nấm khô, nấm mèo á. Khô nấm mèo đâu quá. Tập quá bán mà. Đợi. Tập quá các bác. Nè chứ. Cái này đó hả? Tập quá nè, có bán nè. Bán nấm nấm mèo. Mèo. Mấy chừng 200g đi chị. Cái đại đây cái nào cũng được. Quay đi, tôi bán giá phải chặn là thị trường à. Không có bán cái tại đâu. Vậy nãy tao biết trước vậy, tao nói bán 20 thôi, lát kiều kiều tao lấy thêm 20 nữa. Nó rẻ rẻ lên lên. Giá phải chặn giá thị trường thôi. Ngày tôi cũng dựng ta bữa này chặt đi mất tiền rồi. Đi đâu? Em chặn. Trứng nhà có không?
Rồi. Giờ khô bán giờ khô mà lên nó mộng vậy luôn hả? Giờ khô lên mộng luôn cả nhà ơi. Hôm nay mùng 1 anh ta cũng đóng cửa bớt rồi. Nướng đây nè, đây chị, đây nè, có là nướng giòn thì chúng ta cũng sắc nè, cái này là ăn ngoài gạo cua cốc của nhà rồi. Để cháu cạn đi chị. Ủa một gì bự dữ người ta. Cháu cạn cho khỏe chưa? Cái này 8 phần.